lỗi. Mày muốn xin lỗi à? Thử lại xem. Không tự mình chăm sóc bản thân đi. Có một thứ mà những kẻ ở Chicago yêu quý hơn bất cứ điều gì thì đó chính là tiền của chúng. Anh tin tôi sẽ nói thế à? Tôi luôn tin tưởng một quản lý ngân hàng mà. Lý do duy nhất mà mày chưa xuống lỗ cho mày là con trai của ông John Brody đấy. Hay đó. Đừng. Đón xem Con đường diệt vong phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2011.